Ngủ xong một giấc cảm thấy mình thật đẹp trai. Anh bạn có một giấc ngủ ngon chứ? Anh bạn Human à, chúng ta đang ở đâu vậy? Hãy đi theo tôi để biết câu trả lời. Get over here. Let's go. Chó đỏ đứng lại. Tôi là người của cục bảo an đáy xã hội. Yêu cầu anh hãy đưa hai tay giang ngang. Trong người như thế này chắc cũng không giấu được gì khả nghi đâu nhỉ. iPhone 14 Pro Max. Gậy bóng chày. Và không thể thiếu MC cày được. Vãi mày, mang cả poster MCK đi luôn à? Không phải là poster đâu, là MCK hàng riêu đấy. Flex xin thử xem MCK. Thưa ngài, ngài có thể đi được rồi ạ. Nào chúng ta cùng tham quan ở vùng này. Con chó kia. Cái lề gì thốn? Người có mùi của quỷ, tà dâm, à nhầm, tà khí bộc phát xung quanh ngươi. Ngươi chắc chắn là quỷ phi phai rồi. Anh bạn à, chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Nhầm là nhầm thế đéo nào với ta chiếc cày này được. Đỡ đầu đi, thứ thứ nhất, hơi thở của cày. Xin chào người mới. Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Chào mừng đến với đáy xã hội. Xin hỏi tôi có quen biết với hảo hán không? Không quen, nhưng chúng ta đều có bản năng của loài cầy. Tôi là mi cầy. Chim lọ. Nào anh bạn, hãy để tôi dắt anh bạn làm quen mùi đất ở đây nhé. Đây là bình luận viên trong anh ngực. Muốn kích hoạt năng lực của ổng thì chỉ cần đọc câu thần chú. Tin chuẩn chưa anh? Thay vì hỏi một câu cứ nhai đi nhai lại như một con bò, là tin chuẩn chứ anh, rồi là vào cười ha ha, xong rồi là vào viết linh ta linh tinh ở trên đấy, thì thay vì như thế các bạn hãy làm một việc này cho mình. Hãy đi tìm xem, đọc trên các báo khác, hãy tìm đọc trên các... Còn đây là chim hacker lò. Cẩn thận đừng lấc cấc với tụi nó, không thì tụi nó xin tài khoản Facebook của bạn để cho bay ạc đấy. Vô người ở đáy xã hội hòa đồng và vui vẻ nhỉ. Cho tao 200k nạp tiền quay ghép cho coi thằng mặt lờ. Này thằng kia, tao làm content kiến thức cho mày mà mày không đổ nết cho tao hả? Đổ nết nhanh đi. Cho tao rút lại câu khi nãy. Khi đấy ba em còn bơ mơ. Em muốn anh, em yêu anh. Con cầy này tên Thịnh Suy Sụp Nè, là hiện thân của các thanh niên indie đi giày van cầm đàn guitar ra quán cà phê. Tụi nó sử dụng giọng hát trời đánh của nó để đuổi khách ở quán cà phê đi đấy. Thằng này thì là hiện thân của các rapper mọc lên như nấm sau sâu giáp Việt. Cứ 1m2 là 10 thằng rapper. Chỉ cần nhìn vào phong cách anh là hiểu. Các em gái nhìn vào là tưởng ngay mùa đông. Bởi vì lúc nào cũng thấy bận quá nhiều. Ra quán nước anh cầm loa freestyle. Mọi người xung quanh chỉ biết quỳ lại. Dù thế nào anh cũng không thấy yên. Thấy mày đang nghe cách kéo chơi Lenin. Đại ca báo đang tới.
Mày có câm mẹ cái mồm mày đi không? Tao đã câm đấy. Hay mà. Là một con mèo ư? Không phải. Người người ở đây đồn rằng có một kẻ chuyên bắt giữ những kẻ được cho rằng là đáy xã hội và ném vào đây. Đấy chính là con báo thủ kia đấy. Con mèo mà. Cẩn thận đừng để nó nhìn vào mắt chúng ta. Con cầy ở chuồng kia. Họ tên Chim Lò. Lý do: ăn xin 200k nạp tiền Free Fire cho anh em. Đúng là một tên đáy của đáy xã hội. Nhưng mà có kẻ muốn gặp ngươi đấy. Ha ha ha. Chào mừng các con cầy con. Tao tìm mày lâu rồi đó, Chim Lò. Nghe danh ở đáy xã hội đã lâu. Mọi người cứ đồn rằng có một con cầy trần chuồng hay lẹn ra ngoài hẻm để xin đều 200k nạp Free Fire cho anh em. Cho tao 200k nạp tiền Free Fire coi. Thì ra chính là mày. Ngươi là đàn em của báo thủ hả? Xin lỗi vì ta chưa giới thiệu bản thân. Tao là Chờ Im Chim, là chủ nhân của báo thủ và là kẻ mạnh nhất khu vực. Tao xuất thân từ một con cầy lò chuyên làm content bẩn để hút view và từ đó tao kiếm được rất nhiều tiền từ tiếng tăm của tao. Ngươi là một tên hoàn hảo để trở thành kẻ làm content bẩn như tao. Mặc dù ngươi xin tiền nạp Free Fire nhưng mà ngươi vẫn chia cho các đàn em của ngươi. Điều đó thể hiện rằng mày vẫn là con cầy có tình nghĩa. Hãy làm việc dưới trướng của hội báo thủ tụi tao. Mày sẽ có cái ăn của mập. Muốn bao nhiêu tiền nạp Free Fire tùy thích. Và quan trọng là hãy trở thành một con cầy báo đời. Tao cho mày một chút thời gian để suy nghĩ. Tụi tao có ít công chuyện ở khu vực B. Giờ sao đây anh bạn? Tới giờ tao phải dùng app Lita để thuê em chim loli đáng yêu của tao chơi liên quân rồi. Chơi support mà đầu game liếm được tận 4 mạng. Công nhận wifi ở đáy xã hội ngon thật. Không như nhà mạng 4 chữ. Tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là nó kích thích em à. Nàng đã bỏ ta rồi. Cơ mà ở dưới này có Florentino không nhỉ? Cũng một thời gian rồi ta không gặp ngươi. Florentino cầy. Tao đã trở lại và lợi hại như xưa. Sau tất cả những trận thua. Lần này tao sẽ thắng mày. Còn phải xem mày còn món đòn nào độc lạ Bình Dương không. Ngươi nên nhớ lý do tao luôn thắng mày là vì tao có 4 skill thay vì 3 như người đấy. Ngay cả Floti cầy đời trước là tuyển thủ chuyên nghiệp mà bị tao hạ gục trong 2 nốt nhạc thì mày nghĩ mày sẽ đi đến đâu? Đi đến đâu tí nữa sẽ biết. Tao đã lĩnh hội bí kíp Flow thả hòa, vũ kiếm samba, múa đao vảy rau. Tất cả tao đều lĩnh hội được ở trên app Lita. Lita là nhà cái uy tín ấy lộn là nhà tài trợ duy nhất của video này. Là nền tảng có thể tán gẫu, chơi game, hát hò cùng nhau. Được phát hành ở iOS, Android và trên cả trang web lita.gg. Sau 10 ngày sử dụng Lita thì tao đã trở thành một pro player thực thụ. Ít ra thì thằng cây này cũng có chuẩn bị trước nhỉ. Để xem nó có chịu nổi một combo của gia su cây lỏ này không. Có gì đó sai sai. Sóc. Là sóc vàng AI. Con mẹ mày chơi bẩn vừa thôi. Solo kiểu gì vậy? Thì hai tụi tao hợp lại thành một để solo với mày. Quá ư là công bằng. Bé muốn được nghe lại bài hát đó. Ok bé. Shall I compare thee to a summer's day? Mày có giỏi thì tới đây. Khôn như mày quê tao xích đầy.
tụi mày có giỏi thì nhảy vào đây bố mày lứt cho gọn. Bù bù lờ mau, hoa rụng trời cả. Con mẹ mày, cho con bò. Vậy thì tao vẫn còn một tuyệt kỹ nữa. Sóc vàng AA bé nhỏ của anh. Có anh mới nhỏ ấy. Ta 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 ta. Con mẹ nó, sống chó là bất tử. Cuối cùng cũng đã trả được mối thù mấy năm này. Cũng may mà mình dùng Aplita để nhờ bé Aza Chim giúp mình trở thành kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất. Nó lại đến rồi kìa. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa con cầy con? Đến lúc để trả lời ta, trở thành một con cầy lỏ hoặc trở thành người nổi tiếng, có hàng triệu view và người theo dõi, được các nữ cầy theo đuổi và có tiền nạp phai phai. Điều đó không phải điều ngươi thích ư? Ngươi đã nhầm. Tao là một con cầy tự do. Tao sẽ không làm content bẩn để mang lại suy nghĩ tồi tàn cho một thế hệ cầy trẻ được. Tao từ chối. Ha ha ha, khá lắm. Tao cũng đoán được câu trả lời từ trước rồi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Các đàn em của tao đã sẵn sàng để bắt giữ và nhốt tụi mày về với tao. Tao cho mày suy nghĩ thêm một lần nữa. Có cái cầu đặc. Anh em, lên. Bỏ mẹ, báo quá trời bắn. Bỏ qua con cầy hắc ám đấy, thứ chúng ta cần là con cầy trần truồng kia. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A. Của Loli cầy, em làm gì ở đây vậy? Không cần đâu, em cứ lùa từng thằng một tới đây, còn lại để Oni phải lo. Mày tưởng có mỗi mày có hàng nóng ư? Mày đùa bố mày đấy à? Gầy bong bong yêu quý của anh. Tạm biệt, nhớ quay lại nhé.
chính là hai con cầy con kia. Cảm ơn đã giúp tao, cầy Lander. Khá khen cho ngươi, kẻ đủ năng lực để solo với tao. Tao chính là hiện thân của quỷ Top Top. Và ngươi tưởng mỗi người có đồ long bong ư? Thanh bong của tao mạnh hơn gấp 10 lần của mày. Không những được sơn màu để mạnh thì thanh bong của tao được tạo ra từ 5 triệu giờ xem của tụi viewer Top Top. Tao sẽ biến hình thành dạng cuối cùng cho mày xem. Dậy đi em yêu, mọi thứ kết thúc rồi. Đi về thôi để mình còn gạ kèo nhau ở Aplita nữa chứ. Không chỉ là một con cầy, tao là một thực thể vũ trụ chi phối toàn bộ tâm trí của nhân loại cầy con. Một thực thể thâu tóm toàn bộ loài cầy. Một nơi chứa chấp những cầy âu eo nhân cách bẩn thỉu làm những con tẹt không não được tôn thờ lên tận con mẹ nó bàn thờ. Từ đó tao có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của lũ cầu đặc đấy để tạo ra một loại quyền lực chi phối tâm trí và hành vi của toàn nhân loại. Tao là kẻ mà ai cũng biết. Tao là kẻ mà không ai có thể chạm được. Tao là Top Top. Nhìn xung quanh thế giới mày đi. Khi mà tụi mày nhìn chằm chằm cái điện thoại để lướt những video Top Top lắc đít, nội dung truyền thông bẩn, cổ suý tệ nạn và những thứ không thể kiểm soát được, tao đã khiến cho tụi mày cảm thấy thỏa mãn khi xem 10 clip ngắn 30 giây liên tục và lướt qua như những cỗ máy. Tao đã chi phối hàng trăm hàng triệu loại cầy để tạo ra những thứ đó. Tụi nó có được quyền lực và sự ngưỡng mộ bằng cách bán thân mình cho những thứ video bẩn thỉu. Mày chính là kẻ có năng lực nhất trong những số đó. Nhưng mà tao không có chơi Top Top. Mày chơi đi rồi sẽ nghiện. Kể cả mày không có chơi thì đã quá muộn. Tao đã xâm nhập vào tâm trí của mày. Việc tao cần làm là hoàn thành nghi thức cuối cùng. Một trò chơi ư? Đúng vậy. Chính mày sẽ lựa chọn số phận bằng cách chơi một trò chơi của tao. Mày có quyền chọn hai viên thuốc. Viên màu xanh là ngươi sẽ theo tao trở thành một Top Top làm content bẩn, trở thành cánh tay phải đắc lực của tao. Còn viên màu đỏ? Vậy tao chọn viên màu đỏ. Viên màu đỏ giống viên màu xanh nhưng có vị trà đào mắm tôm. Bỏ mẹ, lỡ nuốt rồi. Thực ra trò chơi đã nằm trong kiểm soát của tao. Tao đạt tỷ lệ thắng trò chơi này là 100% đấy con kể con. Nể tình ngươi là người được chọn thì đây. Đây chính là viên màu vàng. Nó mới là viên buộc tao phải thoát ra khỏi tâm trí của mày. Vậy thì tao nuốt thêm nó là xong. Đã quá muộn rồi. Khi ngươi đã nuốt viên đầu tiên thì viên thứ hai sẽ không còn tác dụng nữa. Ha ha ha. Ngươi thua vì ngươi không có nổi một sức mạnh tình bạn. Cũng không thể hồi tưởng quá khứ. Cũng không phải là men chính trong các bộ phim siêu anh hùng. Ngươi đã thua rồi con cầy con. Tưởng gì, vua cầy con hóa ra cũng chỉ là một con cầy.
mánh khóe của ngươi hay đấy, hay hơn nhiều so với mấy clip chơi bài bịp không não tao xem trên mạng. Tiếc cái là ngươi quá kiêu ngạo khi để lộ ra sơ hở lớn nhất của trò chơi này. Ha 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 ha. Thực ra tao giả bộ thua để đạt được mục đích lớn hơn. Đó chính là... Thôi thua rồi thì câm hộ cái mồm. Giờ thì cút. Được thôi, as you wish. Cứ ngạo nghễ kể con nữa đi. Một tương lai đen tối sẽ chờ mày.